Tiếp theo chương trình là đội nhạc cụ dân tộc xin trình bày hát tây dân ca Vân An mang tựa đề Người Mẹ.
Vâng, anh đến từ vùng mưa lửa và gửi đến chúng ta một bài hát về người mẹ. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn các nghệ nhân.